Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Điện Biên Đông. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Điện Biên Đông đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy nội lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện khá toàn diện các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Điện Biên Đông khóa 5, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Điện Biên Đông đề ra 16 mục tiêu nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Qua tổng kết đánh giá 5 năm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, có nhiều chỉ tiêu vượt với nghị quyết đại hội, trong đó có các chỉ tiêu vượt cao như thu ngân sách trên địa bàn trên 115%, khai hoang ruộng nước, tổng đàn gia súc, xây dựng nông thôn mới, xã đạt tiêu chí về y tế. Kinh tế có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực và vững chắc hơn. Sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với chuỗi giá trị được hình thành như lạc đỏ Na Son, khoai sọ Phì Nhừ, bí xanh Tía Dình. Các chương trình mục tiêu quốc gia được tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, chủ động, sáng tạo, đạt một số kết quả quan trọng. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt với sự hưởng ứng tham gia tích cực, nhiệt tình của nhân dân. Nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa để thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Ủy ban Nhân dân huyện đã giao các phòng ban giúp đỡ xây dựng 10 nhà văn hóa bản cho các xã. Đoàn Thanh niên huyện huy động hàng nghìn ngày công để tu sửa làm mới các tuyến đường nội bản. Năm 2020, huyện ước đạt 10,5 tiêu chí trên một xã, đạt 325% nghị quyết giao. Có 2 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Từ tháng 5 2019 đến nay, Phòng Tài chính Kế hoạch đã tổ chức xây dựng được 4 nhà văn hóa cho nhân dân bản. Và hôm nay là chính thức là Phòng Tài chính Kế hoạch là vào cùng với các phòng ban của huyện và lãnh đạo xã và nhân dân bản là chính thức bàn giao cho bản đưa vào quản lý và sử dụng đảm bảo hiệu quả. Và trong những năm tới thì cũng vẫn tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân huyện là đẩy mạnh công tác xã hội hóa bằng cái nguồn vốn xã hội hóa là tiếp tục xây dựng các cái nhà văn hóa cho nhân dân các bản trong xã Thị Dình. Lĩnh vực thương mại dịch vụ có bước phát triển, tạo lập được thị trường thương mại khá sôi động. Các mặt hàng dịch vụ ngày càng phong phú đa dạng, hoạt động tài chính tín dụng đạt được nhiều kết quả quan trọng, các nguồn thu mới được khai thác tốt, các nhiệm vụ chi lớn được đảm bảo, nguồn vốn tín dụng đáp ứng với yêu cầu phát triển. Các nguồn lực đầu tư tiếp tục được huy động và sử dụng có hiệu quả. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của huyện từng bước được hoàn thiện. Công tác đầu tư phát triển đô thị tại thị trấn Điện Biên Đông và các trung tâm xã được quan tâm. Công tác khai thác, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác quản lý đất đai và bồi thường giải phóng mặt bằng cho một số dự án. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu về đất ở cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn. Bên cạnh đó, từ các nguồn vốn thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo nhanh và bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình VKB, các chính sách hỗ trợ đã được triển khai đến đúng đối tượng, toàn diện như 30A-135. Chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững được huyện triển khai tương đối đầy đủ, toàn diện, hỗ trợ kịp thời đến các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 70,88% đầu năm 2016 xuống còn hơn 50% đầu năm 2020. Dự kiến đến cuối năm 2020 còn 45,57%. Cùng với đó, trong công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, cũng được huyện chú trọng quan tâm. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện đã tạo việc làm mới cho gần 2.700 lao động, phối hợp cùng với Trung tâm Giới thiệu Việc làm của tỉnh, mở hội chợ việc làm, qua đó giúp lao động trên địa bàn dễ tiếp cận với những ngành nghề phù hợp. Thông qua đó đã vận động được trên 2.000 người
thường xuyên đi lao động tại các khu công nghiệp ngoài huyện, góp phần tăng thu nhập và cải thiện đời sống của nhân dân. Giáo dục và đào tạo đã đạt được những kết quả tích cực, văn hóa truyền thông thông tin có bước phát triển, công tác y tế được chăm lo, an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, chất lượng dạy và học từng bước được nâng cao. Tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, tinh gọn bộ máy, quy mô trường lớp học, hệ thống trường lớp học được đầu tư kiên cố hóa, trang thiết bị dạy và học được cải thiện, đội ngũ giáo viên được quan tâm, bồi dưỡng, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ từng bước được đẩy mạnh. Các phong trào văn hóa, thể dục, thể thao tiếp tục phát triển, chú trọng bảo tồn các giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc trong huyện. Công tác thông tin, truyền thông được đẩy mạnh, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng mạnh về cơ sở. Sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho nhân dân được quan tâm chăm lo đúng mức. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư nâng cấp. Công tác khám chữa bệnh từng bước được nâng cao. Số trạm y tế đạt chuẩn quốc gia đã tăng dần qua từng năm. Đối với lĩnh vực kinh tế thì có nhiều nét nổi bật. Thứ nhất là về vấn đề thu nhập đầu người thì đã tăng 8 triệu so với năm 2015. Hiện nay là đã đạt 16,5 triệu. Vấn đề thứ hai là cái lĩnh vực chăn nuôi mà toàn huyện hiện nay đang tập trung cái mũi nhọn để tăng thu nhập cho người dân. Thì chỉ tính từ năm 2017 đến nay, từ khi huyện ủy ban chấp hành huyện ủy ra nghị quyết, thì mỗi năm tính cái tỷ lệ giá trị tăng khoảng 200 tỷ đồng một năm do cái chăn nuôi con trâu con bò đem lại. Vấn đề nổi bật thứ ba là cái lĩnh vực đưa tuyên truyền vận động, đưa người đi lao động các công ty doanh nghiệp để tăng thu nhập và giải phóng cái sức lao động. Thì năm 2015 toàn huyện khoảng 200 người đi lao động, nhưng đến năm 2020 thì qua thống kê đã có gần 2.500 người đi lao động. Riêng số này hàng năm đưa về cho nhân dân của huyện Điện Biên Đông khoảng hơn 100 tỷ đồng trên năm. Một lĩnh vực nổi bật nữa là trong vấn đề xây dựng nông thôn mới. Thì năm 2015, bình quân mỗi một xã nông thôn mới chỉ đạt 3,4 tiêu chí. Và xã cao nhất thì được 6 tiêu chí. Nhưng đến năm 2000, hết năm 2019 thì đã có bình quân là 9,34 tiêu chí trên một xã. Và đã có 2 xã cơ bản đạt nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo thì đã giảm mạnh, mỗi năm giảm được hơn 5%. Và đến nay là có khoảng 50% hộ nghèo. Và Điện Biên Đông đang tiếp tục phấn đấu. Ngoài ra thì một số lĩnh vực như y tế, giáo dục cũng có rất nhiều chuyển biến. Đặc biệt là cải cách hành chính và vấn đề thay đổi cách nghĩ, cách làm và tư duy làm việc, cũng như vấn đề kỷ cương, kỷ luật hành chính trong toàn hệ thống chính trị có rất nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian vừa qua. Và đây là những cái tiền đề hết sức quan trọng và những định hướng trong cái nhiệm kỳ tới đây. Công tác đấu tranh với tệ nạn ma túy gắn với công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự có chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ qua, nhiều chuyên án lớn liên quan đến buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, buôn bán người đã bị lực lượng công an huyện triệt phá thành công. Trong nhiệm kỳ qua, lực lượng công an huyện đã mở 40 đợt tấn công truy quét, xóa 125 tụ điểm phức tạp về tội phạm ma túy hình sự, phá gần 260 vụ, bắt hơn 300 đối tượng, thu giữ trên 15 kg heroin và 50.000 viên ma túy tổng hợp. Cùng với đó, công tác quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác nội chính được quan tâm. Công tác xây dựng đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, xây dựng đảng bộ huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức.
Trong 5 năm qua, Đảng bộ huyện Điện Biên Đông đã mở 103 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 5.500 cán bộ, đảng viên, tăng 28 lớp so với nhiệm kỳ trước. Kết nạp 811 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên hơn 3.310 đảng viên, đạt 160% nghị quyết đảng bộ đề ra, xóa 5 bản trắng đảng viên. Việc quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết chỉ thị của các cấp ủy đảng được chú trọng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý luận được tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong các cấp ủy đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 CTTVK của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong tự phê bình và phê bình. Công tác tổ chức xây dựng đảng có bước chuyển biến tích cực. Việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo nghị quyết số 18 NQTVK, nghị quyết số 19 NQTVK đạt được nhiều kết quả tích cực. Bộ máy được tinh gọn, biên chế được tinh giảm. Công tác đánh giá cán bộ đảm bảo thực chất hơn. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ đảng viên được chú trọng. Công tác bố trí, điều động, luân chuyển, sử dụng cán bộ được triển khai tích cực, chủ động, bám sát quy hoạch. Công tác đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc. Việc thực hiện chính sách cán bộ được quan tâm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng được tăng cường có hiệu lực, hiệu quả hơn. Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được kiện toàn, phát huy dân chủ, hiệu lực, hiệu quả. Quan hệ của cơ quan hành chính với nhân dân, nhất là ở cơ sở được cải thiện. Chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện và Hội đồng Nhân dân cấp xã được nâng lên. Có thể nói và khẳng định rằng là nhiệm kỳ 5 của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 5 đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đã tận dụng được các cái chương trình mục tiêu rồi các nguồn lực đầu tư từ nhà nước, từ chính phủ, từ xã hội, để trên cơ sở đó thì báo cáo với các đồng chí là chúng tôi cụ thể hóa vào các nội dung của nghị quyết và trên địa bàn của Đảng bộ huyện, và trên cơ sở đó thì phát huy tinh thần đoàn kết của toàn đảng bộ thì đã đảm bảo được cái công tác dân vận, vận động chính quyền hàng năm trong thực hiện chủ trương đường lối chính sách pháp luật của nhà nước. Do đó báo cáo với các đồng chí là hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực, và nó thể hiện ở chỗ là đã xuất hiện nhiều các tấm gương tiêu biểu, nhiều cái mô hình hoạt động kinh tế của các hội viên, hội đoàn thể trong quá trình tổ chức thực hiện triển khai nghị quyết. Trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết thì báo cáo đồng chí là Ban chấp hành Đảng bộ luôn luôn gắn việc thực hiện nghị quyết số 4 của Trung ương với thực hiện gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Và hàng năm là lấy đây làm các cái tiêu chí đánh giá, và hàng năm chúng tôi cũng cụ thể hóa chỉ thị 05 bằng các cái chuyên đề và cho đăng ký thì cán bộ đảng viên trong quá trình tổ chức thực hiện. Nội dung tiếp theo báo cáo các đồng chí là qua đánh giá cái quá trình thực tiễn và qua đánh giá kiểm điểm của nhiệm kỳ trước ấy, thì báo cáo các đồng chí là trong nhiệm kỳ năm này thì chúng tôi đã tập trung xác định, và một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là yếu tố con người, và từ đó thì Ban chấp hành đảng bộ cũng đã tập trung ban hành cái nghị quyết số 03, nghị quyết chuyên đề về phát triển nguồn nhân lực, trong đó tập trung ưu tiên đầu tiên đó là công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cũng như ý thức nền nếp kỷ luật, ý thức công vụ cho đội ngũ cán bộ đảng viên. Và nó điển hình là báo cáo các đồng chí là đến nay thì Ban chấp hành đảng bộ huyện thì báo cáo các đồng chí là gần 100% các đồng chí là có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Thế và trình độ chuyên môn thì báo cáo các đồng chí là đến thời điểm hiện tại báo cáo các đồng chí là đã chiếm khoảng 3/4 các đồng chí đều có trong Ban chấp hành đảng bộ huyện có trình độ đào tạo chuyên môn thạc sĩ. Và đến hết năm 2020 thì báo cáo các đồng chí sau đại hội thì chúng tôi đã có 100% là các đồng chí đều có cao cấp luận chính trị. Với những kết quả đã đạt được cùng với tinh thần đoàn kết dân chủ, kỷ cương sáng tạo phát triển, Đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc huyện Điện Biên Đông đã phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, khai thác tốt tiềm năng lợi thế và huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Điện Biên Đông xác định 3 khâu đột phá, đó là xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cho sự phát triển của huyện, nhất là nguồn nhân lực trong khu vực công,
chú trọng phát triển nguồn nhân lực phổ thông trên địa bàn, đủ điều kiện tham gia vào thị trường lao động trong và ngoài nước. Huy động đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, nông thôn, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế theo hướng đồng bộ, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, tăng cường cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hiện đại hóa hành chính. Trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Điện Biên Đông hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.